Nam, đề nghị chuyển tiền để giữ hộ. Trên một diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng đã truyền tai nhau câu chuyện về một vụ lừa đảo mà thủ phạm thậm chí dám tự xưng mình là người của cơ quan công an. Theo phản ánh của anh Vũ Chính, Phung Khoang, Hà Nội, mới đây anh nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ nghi ngờ thuộc về một đường dây lừa đảo. Sau khi giới thiệu mình là nhân viên của Tổng đài Bưu điện, người bên phía đầu dây đề nghị xác nhận họ tên và cho biết anh đang nợ số tiền khoảng gần 46 triệu đồng. Nhân viên tổng đài tự xưng còn thông báo, anh Chính có bưu phẩm chuyển đến là thư mời triệu tập của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trước sự phủ nhận có phần luống cuống từ phía chủ thuê bao, nhân viên tổng đài đề nghị trợ giúp việc trình báo bằng cách kết nối đến đường dây nóng của Công an Hà Nội. Tại đây, anh Chính tiếp tục trao đổi với một người tự xưng là Đại úy X, cán bộ PC02, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Người này sau đó cung cấp địa chỉ một website kèm theo yêu cầu anh Chính phải chuyển tài khoản trong thẻ ngân hàng theo hướng dẫn trên website để Bộ Công an tạm thời quản lý. Cảm thấy có dấu hiệu bất thường, anh Chính sau đó đã cự tuyệt và không chuyển tiền vào số tài khoản lạ. Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng mạo danh công an để lừa đảo qua điện thoại. Đây là một hình thức lừa đảo không mới. Các đối tượng sẽ đi theo đúng quy trình được lập trình sẵn. Đặc điểm nhận dạng của các đối tượng này là chúng thường tiếp xúc với nạn nhân bằng cách mạo danh nhân viên bưu điện. Những cuộc gọi này sẽ đi kèm theo thông báo chủ thuê bao đang nợ, cước điện thoại, có bưu phẩm lâu ngày không nhận, thiếu nợ ngân hàng hoặc có liên quan đến các vụ án đang được điều tra để rồi từ đó buộc người dân phải xác minh danh tính và kê khai tài sản.